Trên thế giới, đồng minh muốn Đảng Cộng Hòa coi ông Trump là ứng viên đề cử. Người Nhật tranh cãi về tân hoa hậu gốc Ukraine. Ý phát hiện vụ lừa đảo 1,9 tỷ đô la Mỹ liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc. Sinh viên âm nhạc Trung Quốc bị kết án ở Mỹ do đe dọa nhà hoạt động dân chủ. Tại Việt Nam, dùng quỹ vaccine COVID-19 xóa nhà tạm, nhà dột. Thu hơn 2 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu xăng dầu. Sài Gòn, quần áo, giày dép xả hàng, khách mua nhộn nhịp tới nửa đêm. Hàng không tăng hàng ngàn chuyến bay. Đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị chia cắt, ùn ứ gần cảng Lào Việt. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay, ngày 26 tháng 1 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Vào hôm ngày 25 tháng 1, ông David Boshi, thành viên đại diện tiểu bang Maryland tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa ANC đã trình dự thảo nghị quyết, trong đó đề nghị Đảng Cộng Hòa coi cựu Tổng thống là ứng viên đề cử để sớm kết thúc vòng sơ bộ và chuyển sang chế độ tổng tuyển cử. Dự thảo của ông Boshi nêu ra một số vấn đề mà ANC cần giải quyết liên quan đến cuộc đua của các ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, đề cập đến hai chiến thắng gần đây của ông Trump ở bang Iowa và New Hampshire. Văn bản có đoạn rằng, mọi dấu hiệu về mặt toán học đều loại bỏ khả năng các ứng viên khác giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa từ ông Trump, ứng viên giả định của chúng ta. Người phát ngôn ANC Keith Schipper cho biết, Ủy ban các nghị quyết của ANC sẽ xem xét đề xuất của ông Boshi. Ủy ban này cũng sẽ quyết định có nên đưa dự thảo ra bỏ phiếu tại cuộc họp thường niên của ANC với 168 thành viên tham dự vào tuần sau hay không. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social về vấn đề này như sau. Dù rất trân trọng việc ANC muốn đưa tôi thành ứng viên giả định và có thừa phiếu để làm việc này, tôi cảm thấy họ không nên làm vậy vì sự đoàn kết của đảng, tôi nên làm theo cách cũ và hoàn thành quy trình tại hòm phiếu. Sau hai chiến thắng ở Iowa và New Hampshire, ông Trump đang có 32 đại biểu và cần đạt được mốc là 1.215 đại biểu để trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa khi mà đảng này tổ chức đại hội toàn quốc vào tháng 7. Bà Haley hiện có 17 đại biểu. Người Nhật tranh cãi về tân hoa hậu gốc Ukraine. Trên mạng xã hội Nhật Bản, vài ngày gần đây thì đang tranh cãi về diện mạo đại diện cho vẻ đẹp của đất nước sau khi mà người mẫu gốc Ukraine đăng quang hoa hậu nước này. Cô Carolina Sino, 26 tuổi, người mẫu da trắng sinh ra tại Ukraine, đã đăng quang hoa hậu Nhật Bản vào hôm ngày 22 tháng 1. Cô chuyển đến đây từ khi 5 tuổi, sống ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Phát biểu sau khi mà đăng quang, cô Sino cho biết rằng tôi đã sống như một người Nhật, nhưng có những rào cản chủng tộc và nhiều trường hợp tôi không được công nhận. Tôi vô cùng biết ơn vì hôm nay tôi đã thực sự được công nhận là người Nhật. Cô Sino là công dân Nhật Bản nhập tịch đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu, song điều này cũng dẫn đến cuộc tranh luận trên mạng xã hội về việc liệu cô gái này có thực sự là gương mặt đại diện của đất nước. Một cư dân mạng nói rằng, vậy một người không mang dòng máu Nhật Bản và không có chút nét Nhật Bản nào sẽ đại diện cho phụ nữ Nhật Bản hay sao? Một người khác thì cũng nói rằng, biết là cô ấy xinh đẹp, nhưng đây là cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, người Nhật đầu hết rồi. Những người khác cho rằng chiến thắng của cô Sino đã gửi thông điệp sai tới người dân trong nước khi người có vẻ ngoài châu Âu trở thành người đẹp nhất Nhật Bản. Bà Aiwada, người tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nhật Bản, đã bảo vệ quyết định của ban giám khảo, tuyên bố rằng cô ấy nói tiếng Nhật lưu loát, cũng viết tiếng Nhật rất đẹp và tao nhã, cô ấy còn đậm chất người Nhật hơn chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trường hợp này quả đúng là dễ gây phản ứng cho công chúng. Đặt giả thuyết nếu như là Hoa hậu Việt Nam không phải là người Việt Nam, thì quý vị nghĩ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi chia sẻ trong phần bình luận bên dưới quý vị nhé. Ý phát hiện vụ lừa đảo 1,9 tỷ đô la Mỹ liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm Trung Quốc. Theo Reuters, cảnh sát Ý hôm ngày 25 tháng 1 cho biết, họ đã phát hiện ra một vụ gian lận thuế do 85 nghi phạm thực hiện liên quan đến 1,7 tỷ euro, tương đương với 1,9 tỷ đô la Mỹ hóa đơn giả với số tiền được lưu thông qua một hệ thống được gọi là ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát địa phương đã tịch thu tài sản trị giá 350 triệu euro, bao gồm tiền mặt, ô tô hạng sang và bất động sản. Họ cũng chặn 1.569 tài khoản ngân hàng, ra lệnh phong tỏa 140 công ty được cho là đã phát hành hóa đơn giả và khám xét tài sản của các nghi phạm ở nhiều khu vực nước Ý.
lệnh tịch thu cho thấy 64 trong số 85 nghi phạm là công dân Trung Quốc. Sự xuất hiện của một loại hệ thống ngân hàng ngầm song song do các nhà môi giới tiền Trung Quốc không có giấy phép điều hành đã trở thành tâm điểm của một số cuộc điều tra trong năm qua ở Ý. Các công ty giấy hư cấu đã phát hành hóa đơn giả, đồng thời thì cũng cung cấp cho khách hàng tài khoản ngân hàng Ý để thực hiện thanh toán. Khi tiền đã đến nơi, công ty giả sẽ chuyển số tiền tương tự vào một tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc, coi đó là khoản thanh toán cho việc mua sản phẩm mà trên thực tế chưa từng diễn ra. Và cuối cùng, khách hàng sẽ được trả lại bằng tiền mặt sau khi trừ đi khoản hoa hồng cho dịch vụ rửa tiền này. Theo những giới chức Ý, việc sử dụng mạng lưới ngân hàng ngầm có thể rửa hàng tỷ euro. Sinh viên âm nhạc Trung Quốc bị kết án ở Mỹ do đe dọa nhà hoạt động dân chủ. Vào hôm ngày 25 tháng 1, Ngô Khiếu Lôi, 25 tuổi, một sinh viên âm nhạc Trung Quốc đã bị kết án với cáo buộc của Hoa Kỳ rằng người này đã quấy rối một nhà hoạt động dán tờ rơi tại Đại học âm nhạc Berklee ở Boston khi mà ghi nội dung ủng hộ nền dân chủ ở Trung Quốc. Công tố viên nói rằng nam sinh viên đã khiến nhà hoạt động được gọi là Zuei trước tòa sợ hãi. Trên mạng, người này còn đe dọa sẽ tấn công cô và tố cáo áp phích phản động của cô cho Bắc Kinh. Sau khi mà kết thúc phiên tòa kéo dài 4 ngày, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã tuyên bố các hành động của sinh viên Ngô đủ cấu thành tội phạm. Ngô bị kết tội tấn công mạng và đe dọa, bản án sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ và phương Tây đang tiếp tục cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc ngày càng bịt miệng những người chỉ trích ở nước ngoài. Các nhóm nhân quyền cũng phàn nàn rằng quyền tự do học thuật đang bị đe dọa và sinh viên Trung Quốc thường bị giám sát tại các trường đại học quốc tế. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển sang phần tin tức tại Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 1, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền chuyển kinh phí còn lại của quỹ vaccine COVID-19 để xóa nhà tạm, nhà rột. Năm nay, Việt Nam dự kiến hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội, riêng Hải Phòng có thêm 16.000 căn. Việt Nam sẽ xóa 35.000 nhà tạm rột nát ở các huyện nghèo. Theo VN Express, quỹ vaccine COVID-19 là một trong 22 quỹ tài chính ngoài ngân sách được lập tháng 5 năm 2021 khi mà dịch bệnh bùng phát do Bộ Tài chính quản lý. Quỹ tiếp nhận, quản lý và dùng các nguồn tài trợ để mua vaccine COVID-19 hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine. Vào tháng 11 năm 2023, trong báo cáo Quốc hội hồi tháng 11 năm 2023, Chính phủ cũng cho biết, sau một tháng hoạt động, quỹ huy động được hơn 7.960 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9 năm 2023, quỹ có hơn 10.840 tỷ đồng, trong đó tiền lãi gửi ngân hàng trên 202 tỷ. Một thông tin liên quan đến thị trường. Liên quan đến mặt hàng xăng dầu, số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 12 năm 2023, lượng xuất khẩu đạt 286.797 tấn, trị giá hơn 242 triệu đô la Mỹ, tăng 9,3% về lượng và tăng 7,4% về kim ngạch so với tháng trước đó. Năm 2023, xuất khẩu xăng dầu đạt gần 2,4 triệu tấn, trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì Campuchia vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 21% tổng lượng và kim ngạch xuất khẩu. Xếp thứ hai là thị trường Hàn Quốc, chiếm 9-10%, thứ ba là Singapore. Tại kỳ điều hành giá hôm ngày 25 tháng 1, giá xăng RON95 tăng 920 đồng lên 23.400 đồng mỗi lít, xăng E5 RON92 tăng 760 đồng lên 22.170 đồng mỗi lít. Đây là lần tăng giá thứ ba liên tiếp của mặt hàng này kể từ đầu năm 2024. Và tương tự, các mặt hàng xăng dầu cũng tăng giá trừ dầu ma rút, dầu hỏa lên 20.540 đồng mỗi lít, dầu diesel lên 20.370 đồng mỗi lít. Trong kỳ điều hành này, thì Liên Bộ tiếp tục không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn. Trên tờ VN Express, một số độc giả đã hỏi, sao không thấy lấy quỹ bình ổn sử dụng? Một số khác thắc mắc, vừa mới có bài báo không để tăng giá dịp Tết, sao xăng đã tăng rồi? Một số khác thì than quá mệt mỏi, cứ tăng mãi, kinh tế thì khó khăn. Chuyển qua những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một tháng trở lại đây trên nhiều con đường tại Sài Gòn, hàng thời trang được tiểu thương đổ đống xả hàng cao hơn cả đầu người. Tại quận 5, trên con đường mua sắm Nguyễn Trãi thì hàng loạt cửa hàng từ quần áo tới giày dép đã xả hàng tồn kho, hàng xấu và hàng không đủ size. Các shop cũng đua nhau bán đồng giá từ 50.000 đồng, 99.000 đồng và 149.000 đồng. Áo sơ mi, áo phông, quần jean, đồ bộ và giày dép không tới 150.000 đồng. Hàng được bán ngoài vỉa hè nên càng về đêm thì khách mua càng nhộn nhịp dưới tiết trời mát mẻ. Một nam nhân viên quản lý hàng cũng cho biết, năm nay kinh tế khó khăn nên shop giảm giá sâu và đẩy hàng tồn kho sớm.
bán đồ đống, lãi chẳng được nhiều, chủ yếu để thu hồi vốn và dọn kho, chuẩn bị cho mẫu mới sau Tết. Theo một chủ cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, shop bắt đầu chương trình khuyến mãi Tết từ 2 tuần trước, nhưng sức mua chưa như kỳ vọng. Khách ghé shop chủ yếu xem hàng tồn, hàng mới nguyên giá vẫn bán chậm dù đã vào cao điểm sắm Tết. Chủ shop này cũng hy vọng sau ngày 23 khách có lương thưởng sẽ mua sắm mạnh tay hơn. Vâng, và còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, cùng với không khí sôi động của trao đổi hàng hóa, đó chính là hoạt động vận tải. Ở lĩnh vực hàng không, chiều qua ngày 25 tháng 1, Vietnam Airlines cho biết rằng đã bổ sung máy bay đầu tiên trong số 4 máy bay Airbus A320 thuê ướt dịp Tết. Theo hãng, việc bổ sung 4 máy bay sẽ giúp tăng thêm gần 1.000 chuyến, sức chứa là 180 khách mỗi chuyến. Một số hãng khác như là Vietjet hiện đã hoàn tất 4 máy bay thuê ướt, Bamboo Airways bổ sung thêm 2 máy bay. Và tới chiều ngày 25 tháng 1, các hãng đã có kế hoạch đưa máy bay thuê ướt để bay Tết, đồng loạt tăng chuyến. Và đến hiện tại, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco cung cấp tổng 2,86 triệu ghế dịp cao điểm Tết trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trong khi đó, hãng Vietjet tăng 750 chuyến, tương đương với 154.800 chỗ từ Sài Gòn đến Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Chu Lai, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế và Quy Nhơn. Ở lĩnh vực giao thông đường bộ, chiều qua ngày 25 tháng 1, Đại úy Võ Anh Tuấn, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn eo Cô Gái thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đã xảy ra vụ sạt lở lớn vào lúc 16:30. Cây cối cùng một lượng lớn đất đá đã đổ xuống quốc lộ, khiến các phương tiện không thể lưu thông ở cả hai chiều. Do lúc này tại nơi sạt lở trời mưa, sương mù dày đặc nên việc dọn dẹp đất đá đã gặp khó khăn. Lực lượng biên phòng cùng với đơn vị quản lý đường bộ trực chốt điều tiết xe, đặt biển cảnh báo giao thông. Và cũng tại Hà Tĩnh, hơn 2 ngày qua trên quốc lộ 12C đoạn gần cảng quốc tế Lào Việt, khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, hàng trăm xe đầu kéo chở kali than đá ùn ứ dọc tuyến. Do bến bãi cảng chặt hẹp cùng với phương tiện phải dừng đỗ trên quốc lộ hoặc những bãi trống ra vào cây xăng. Đáng chú ý là tuyến đường này có nhiều xe chở gỗ dăm, xăng dầu và các phương tiện khác qua lại trong thời tiết mưa lạnh, nguy cơ gây mất an toàn cao. Ông Phạm Quốc Lượng, Phó Giám đốc Công ty Cảng Quốc tế Lào Việt cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Hà Tĩnh có gió giật cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Tàu chưa thể cập cảng khiến hàng loạt xe đầu kéo, chủ yếu chở hàng quá cảnh từ Lào đi Trung Quốc, Hàn Quốc chưa thể bốc rỡ. Và cuối cùng là một số tin vắn đáng chú ý khác. Giải thể bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 cuối cùng. Thưa quý vị, quyết định giải thể bệnh viện dã chiến số 13 huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh được giới chức thành phố ban hành hôm qua, ngày 25 tháng 1. Đây là bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Việt Nam tiếp nhận điều trị COVID-19 bị giải thể. Trước đó, bệnh viện này được thành lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2021 khi dịch COVID-19 lần thứ tư vào đợt cao điểm. Còn tại Đà Nẵng, vào hôm ngày 25 tháng 1, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho KP Aero Industries Co. Hàn Quốc làm dự án nhà máy linh kiện hàng không. Với tổng vốn đầu tư là 20 triệu đô la Mỹ, khi hoạt động thì nhà máy này sẽ sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay bao gồm cửa động cơ phụ, đầu mic, hộp cánh, cánh lượn, dàn hỗ trợ cánh tà của các dòng Boeing 787, Boeing 737 Max. Theo như kế hoạch, dự án khởi công vào đầu tháng 2 và sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2024. Đây cũng là dự án thứ hai trong lĩnh vực hàng không đầu tư vào Đà Nẵng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!